Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng lâm trọng bệnh trên mạng xã hội có khả tín hay không? Một bài viết của blogger Phạm Chí Dũng, bài viết được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Bất chấp các trang mạng đứng tên lãnh đạo như nguyễnphutrọng.org, tolam.org, nguyễnxuânphúc.org tố cáo các thế lực phản động và thù địch xuyên tạc tình hình sức khỏe lãnh tụ kính yêu Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, trong khi toàn bộ hệ thống tuyên giáo, báo đảng và hơn 800 tờ báo nhà nước vẫn im thin thít về vụ việc nổi đình nổi đám và đượm tính bi hài này. Những tin tức nóng dẫy về Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh xuất hiện trên mạng xã hội kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2019 khi Tổng tịch đi công du Kiên Giang cho tới nay. Thật trớ trêu, lại có cơ sở rất chính xác. Kịch bản Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang lại tái diễn đối với Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Cơ sở đáng thuyết phục đầu tiên chính là thái độ im hơi lặng tiếng của báo chí nhà nước về vụ ông Nguyễn Phú Trọng lâm trọng bệnh. Hiện tượng này ngay lập tức khiến cho người ta liên tưởng về kịch bản tương tự trong các vụ Nguyễn Bá Thanh vào năm 2014, Phùng Quang Thanh vào năm 2015, Trần Đại Quang vào năm 2017 và 2018. Khi đó, những tin tức lạ đã bất thần hiện ra trên mạng xã hội về số phận được báo trước của những quan chức này. Nếu loại trừ một số tin tức cường điệu thái quá như Nguyễn Bá Thanh đã chết ở bệnh viện Mỹ, Phùng Quang Thanh bị ám sát ở Paris, Trần Đại Quang đã chết ở Nhật Bản, không ít thông tin của mạng xã hội về tình hình bệnh tật, quá trình điều trị và quá trình di chuyển về Việt Nam của những quan chức này đã được xác nhận sau đó. Trong vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương là Nguyễn Bá Thanh, trang mạng Chân Dung Quyền Lực đã làm nên kỳ tích khi cuốn hút sự tò mò và quan tâm của một đám đông xã hội Việt Nam trong suốt vài tháng trời. Vào cuối năm 2014, trong lúc Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cùng các cơ quan đảng lẫn chính phủ Việt Nam vẫn im hoặc im thin thít và cố vớt vát bằng lý lẽ tao khỏe mà có chi mô, chẳng cách nào kiểm chứng được, Chân Dung Quyền Lực đã đưa tin rất cụ thể về lịch trình, số chuyến bay, giờ bay và giờ đáp của chuyến bay đưa Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng. Thậm chí còn dự báo cả thời điểm mà ông Thanh sẽ ra đi vĩnh viễn. Tương tự, một số trang mạng xã hội đã đưa tin về con bệnh Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sau khi ông ta gặp một số sự cố nhỏ ở Paris vào giữa năm 2015 về lịch trình chuyến bay, giờ bay của Thanh về Việt Nam v.v. Đồng thời, dự báo về việc Phùng Quang Thanh sẽ chẳng còn tương lai nào ở Đại hội 12. Quả thực, trước và sau Đại hội 12, viên cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị quá nhiều dư luận nghi ngờ về thành tích tham nhũng này đã biến mất. Không chỉ biến mất khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương mà ngay sau đó các sinh hoạt thường ngày cũng chẳng thấy bóng dáng của y ở đâu. Còn với hai lần biến mất của Trần Đại Quang, Chủ tịch nước vào hai thời điểm tháng 7, tháng 8 năm 2017 và tháng 3, tháng 4 năm 2018, một số trang mạng xã hội cũng đưa tin khá chi tiết về tình trạng bệnh tật và việc Quang tái xuất ở Việt Nam. Đặc biệt là việc Trần Đại Quang bay từ Nhật Bản về Việt Nam để dự Hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5 năm 2018. Và ngồi bàn chủ tọa sát bên đối thủ là Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Vì sao những tin tức trên mạng xã hội về một số quan chức cao cấp dù chẳng được bất kỳ một cơ quan có trách nhiệm nào của Đảng hay Chính phủ ra mặt xác nhận lại được thực tế chứng minh là khá chính xác? Tay trong nội bộ. Cho tới nay, có quá ít bằng chứng về việc giới blogger và facebooker độc lập có được và đã đăng tải những tin tức nội bộ thuộc loại bí mật nhà nước. Do vậy, chỉ có thể hiểu là những tin tức này xuất phát từ một số facebooker không độc lập. Và không độc lập lại có thể hiểu là phe phái hay phe cánh chính trị.
Những khái niệm đã tồn tại lâu đời trong chính trường đầy những màn đấu đá và xung đột ở Việt Nam, đặc biệt từ năm 2012 khi bùng nổ của cuộc chiến quyền lực giữa cánh Trọng Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Càng về sau này, càng hình thành một nghề mới. Ngày càng nhiều cây viết chủ yếu xuất xứ từ khối báo chí Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị, hoạt động một cách độc lập bằng cách đưa tin bài ẩn chứa nhiều thông tin nội bộ và thông tin mật để phục vụ cho các thế lực chính trị và các phe nhóm lợi ích, tập đoàn tài phiệt. Vũ khí của những người này là các trang blog và Facebook. Một số trong giới viết lách này đã khoác tấm áo ngụy trang mang màu sắc dân chủ và nhân quyền. Hầu như không phải bàn cãi, chính những tin tức được xem là nguồn gốc từ tay trong của nội bộ Đảng. Nhưng trên mới chi tiết nhất và mang tính tin cậy cao nhất. Động cơ của sự xuất hiện những tin tức này được cho là chủ yếu xuất phát từ mục đích đấu đá và triệt hạ lẫn nhau của những phe phái chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương tự, việc trang Chân Dung Quyền Lực đã dùng đòn minh bạch hóa về tài sản, sân sau của các thủ đoạn chơi nhau để ám sát một số quan chức trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông tin về Nguyễn Phú Trọng lâm trọng bệnh cũng khá tương đồng về kịch bản với những tin tức từng ứng với số mạng của Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh và cựu chủ tịch Trần Đại Quang. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Phú Trọng đã từ lâu trở thành tâm điểm công kích của những đối thủ chính trị, đặc biệt là giới quan tham khi Trọng vận hành tung tóe chiến dịch đốt lò. Do vậy, bất kỳ tình trạng suy yếu hay nguy biến nào về sức khỏe của Trọng cũng là cơ hội để các nhóm đối thủ tung hê và còn có thể cường điệu tình trạng bệnh tật tồi tệ của ông ta như một cách khủng bố tâm lý những quan chức thuộc phe của ông Nguyễn Phú Trọng và những người còn tin yêu Minh Quân, làm suy giảm sức mạnh của phe Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Trong cuộc đua tới Đại hội 13 và cả mục đích dội nước vào cái lò vẫn còn âm ỉ cháy của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Từ phản công chiến thuật đến phản công chiến lược. Chính trường Việt Nam đang hiện ra một đặc trưng thời năm 2015 trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền. Nếu vào năm 2015 đã hiện hình cuộc chiến công khai trên mạng xã hội bằng các đơn thư tố cáo và các bài viết của phe phái chính trị chính là phe của Nguyễn Phú Trọng và phe của 3X Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2019 cũng đang trở lại cái không khí y chang sốc nổi, quyết thắng và công khai thách thức lẫn nhau ấy. 2019 lại được xem là năm bản lề về cơ cấu cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội 13 sẽ diễn ra vào năm 2021. Vậy là cùng với biến cố Nguyễn Phú Trọng lâm trọng bệnh đã nảy nòi một cuộc sát phạt không tuyên bố giữa các quan chức cao cấp, những người đang nhìn thấy chế độ độc tôn độc tài của bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa và muốn qua mặt những kẻ khác để giành giật lấy vị trí do khoảng trống quyền lực để lại. Chẳng có gì khó khăn để dự đoán là Nguyễn Phú Trọng sẽ vấp phải một thách thức khủng khiếp về sức khỏe, tự thân của ông ta, đặc biệt là vấn đề tổn thương não bộ. Điều có thể khiến ông ta nếu không cẩn trọng sẽ phải sớm từ giã chính trường. Trong bối cảnh đó, ông ta còn phải chịu mũi dùi công kích của các thế lực đối thủ chính trị. Ngoài mặt là lo lắng cho sức khỏe của lãnh tụ kính yêu, nhưng bên trong chỉ muốn ông Trọng chết càng nhanh càng tốt, xuôi tay an nghỉ để cho họ có cơ hội nắm giữ những chiếc ghế quyền lực. Có thể một cách chính thức, phe đối thủ của Nguyễn Phú Trọng đang chuyển sang một giai đoạn mới, phản công chiến thuật để dẫn đến phản công chiến lược. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.